cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu phiên tòa tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thành Phát và 85 người khác liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Sau nhiều vòng tranh luận, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm và xác định bà Lan đã lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, thâu tóm nhà băng sở hữu 91,5% cổ phần trong suốt 10 năm 2012-2022 như một công cụ tài chính để huy động vốn rút tiền, chiếm đoạt, phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của vạn thịnh phát. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, không thành khẩn khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên đề nghị mức án tử hình về các tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bà Lan trong khi đó, các luật sư cho rằng bà Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Hơn nữa, hành vi phạm tội của thân chủ diễn ra trong suốt 10 năm là cùng phương thức và đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Việc Viện Kiểm sát truy tố bà Lan thêm tội tham ô tài sản như một tội danh độc lập là chưa thỏa đáng, làm nặng thêm tình trạng của bị cáo không giấu thái độ gay gắt trước quan điểm này, đại diện viện kiểm sát, viện dẫn điều luật, khẳng định chủ thể tội danh này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải có chức vụ và quyền hạn như cách tiếp cận của các luật sư. Bà Lan sở hữu đến 91,5% cổ phần tại SCB, nắm quyền cao nhất trong đại hội đồng cổ đông, chi phối điều hành các bị cáo có chức vụ khác trong hội đồng quản trị, ban giám đốc của ngân hàng. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 đã quy định về tội tham ô tài sản thuộc sở hữu tư nhân. Hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành hai giai đoạn trước và sau ngày bộ luật này có hiệu lực. Do đó, hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ bị xử lý theo bộ luật mới tương ứng với tội danh tham ô tài sản về hàng trăm tài sản thế chấp trong vụ án chưa định giá xuyên suốt phiên xử, bà Lan và luật sư cho rằng công ty Hoàng Quân định giá 726 trên 1.166 tài sản được thế chấp vay tiền SCB là quá thấp, chỉ có 295.000 tỷ đồng, khi SCB định giá lại còn thấp hơn 179.000 tỷ đồng, làm giảm đi so với giá trị thực tế khoảng 116.000 tỷ đồng. Việc này là không hợp lý gây bất lợi cho bà Lan còn hàng trăm mã tài sản chưa được định giá. Đối đáp, viện kiểm sát cho rằng phần lớn những mã tài sản công ty Hoàng Quân không định giá được là do không đầy đủ thông tin hoặc hồ sơ pháp lý. Sau khi công ty Hoàng Quân đã định giá tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì ngoài việc căn cứ trên giá công ty này đã định. SCB còn phải căn cứ trên từng hồ sơ thế chấp Hồ sơ cầm cố tài sản cho từng khoản vay để tính số tiền dự phòng cụ thể, số tiền dự phòng của SCB không lấy từ giá trị tài sản được định giá. Hồ sơ thế chấp cầm cố tài sản được SCB chấp nhận là các hồ sơ phải có đủ các điều kiện. SCB có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng, quy định của pháp luật khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ của mình, tài sản bảo đảm phải được công chứng, đăng ký giao dịch, bảo đảm đúng theo cách thức mà pháp luật yêu cầu khi thế chấp. Khi tài sản nào không đáp ứng cả hai tiêu chí trên thì giá trị của tài sản bảo đảm đó phải coi bằng không. Luật sư của bà Lan vẫn không động tình, cho rằng điều này khiến trách nhiệm của bà Lan trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra, vụ án còn tranh cãi về vấn đề bồi thường cho SCB. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2012 đến năm 2022, bà Lan với nhiều phương thức thủ đoạn đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền là 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày khởi tố vụ án ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm Bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.286 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Bà Lan diễn ra trong thời gian dài, sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động tiền cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân, Bất cứ khi nào cần tiền, bà Lan chỉ đạo nhóm nhân viên thân tính và cán bộ chủ chốt của SCB lập hồ sơ khống giải ngân. Do đó, số tiền thiệt hại của vụ án phải được xác định là dư nợ của các khoản vay, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường về số tiền này cho SCB. Các luật sư cho rằng, việc quy kết số tiền thiệt hại bà Lan phải chịu trách nhiệm như trên là không đúng. Hiện, không có một báo cáo nào đưa ra con số này, cũng chưa được cơ quan trưng cầu giám định trong tố tụng kết luận làm căn cứ. Tuy nhiên, viện kiểm sát khẳng định bằng nhiều biện pháp thu thập chứng cứ, cơ quan tố tụng đã xác định được con số thiệt hại trong vụ án nên không cần thiết phải trưng cầu hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Dù không đồng tình với một số cáo buộc, nhưng quá trình xét xử bà Lan nhận trách nhiệm trong một số sai phạm của SCB và xin chịu trách nhiệm cùng với các lãnh đạo của ngân hàng. Nói lời sau cùng, Bà Bảo hối hận vì đã tham gia tái cơ cấu SCB khi bản thân không có hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn được nhà nước tạo điều kiện để xử lý tài sản nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn này bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên thành công ty Faros. Quyết dùng công ty Faros làm công cụ phương tiện chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo lãnh đạo công ty Faros thực hiện các thủ tục để Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Bị can chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, sau khi số tiền bán cổ phiếu ROS được chuyển về tài khoản của các cổ đông, Trịnh Thị Minh Huế lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký để Huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Trong đó, hơn 181 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của công ty cổ phần tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với tập đoàn FLC hơn 436 tỷ nộp vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán trả nợ vay gồm Tống Xuân Vương 196,57 tỷ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 196 tỷ đồng, Lê Thị Ngọc Diệp 25,7 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ đồng, Nguyễn Băng Thương 7,75 tỷ đồng, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ đồng, Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng, Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng, Lê Thu Hiền 250 triệu đồng. Trịnh Thị Minh Huế 1,23 tỷ đồng và tài khoản thẻ 500 triệu đồng. Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân pháp nhân do Huế quản lý sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán, hơn 44 tỷ chi tiêu cá nhân. Còn lại hơn 2.500 tỷ đồng được nộp vào tập đoàn FLC, các công ty con, công ty liên kết để hoạt động kinh doanh, nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân pháp nhân do Huế quản lý, điều hành. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS lần bán ra ban đầu của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn hầu với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Qua đó, cơ quan điều tra kết luận Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng cáo trạng nêu các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ros của trịnh văn quyết trên sản chứng khoán mà không biết cổ phiếu đã bị trịnh văn quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối để nâng khống về giá trị vì vậy được xác định là bị hại của vụ án cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra, đồng thời Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, xác minh, lấy lời khai để xem xét giải quyết trong vụ án. Kết quả điều tra đến nay mới chỉ xác định 133 trên 30.403 bị hại đang sở hữu hơn 627.000 cổ phiếu với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỷ đồng. Hiện có 95 trên 133 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua gần 1,4 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền hơn 189,5 tỷ đồng. Sáng ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Ngay đầu giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình, khi cầm 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi kết thúc phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đọc tóm tắt lại cáo trạng vụ án. Các bị cáo đều đồng ý với các tình tiết đã khai trong bản cáo trạng. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, trùng hóa đơn Trương Xuân Đức bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù theo viện kiểm sát trong vụ án này đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cũng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mức án Vợ của Đức là Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù với tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Cựu thứ tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông ca chịu trách nhiệm hình sự độc lập ở hành vi này. Theo vị Kiểm sát, ông ca có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, 4 lần, nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền, được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ tội, có nhiều công lao trong thời gian công tác. Các bị cáo khác liên quan vụ án bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù. Mới đây, công an thị xã Bến Cát đã phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Hải, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi sát hại người. Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Hải và anh PTC, ngụ tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là bạn bè sinh sống gần nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hải nghi ngờ anh C có quan hệ tình cảm với vợ mình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 4, khi thấy anh C đẩy xe rùa đi làm, thì Lê Thanh Hải đi ra gặp để nói chuyện và hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy hung khí rồi quay ra đâm vào người của anh C, khiến nạn nhân nằm gục ở bãi đất trống. Sau khi gây án, Hải mang theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân gần hiện trường nghe tiếng động nên ra xem và phát hiện sự việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh PTC đã tử vong trên đường đến bệnh viện sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường trên tuyến đường thuộc khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra vụ án mạng sau đó cơ quan điều tra công an thị xã bến cát tiến hành truy xét bắt giữ được lê thanh hải khi đối tượng này đang bỏ trốn tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương hiện công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đang phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình dương điều tra làm rõ vụ việc